Quả như kẻ trồng cây, chúng ta có được cái kiến thức này, chúng ta cũng không quên tưởng niệm đến những người thầy vĩ đại của chúng ta, những người thầy mà mình chưa bao giờ từng gặp mặt nhưng họ đã để lại hàng trăm năm kinh nghiệm. Và thực sự khi nhắc đến những người thầy này, ở trên ngực áo của mình đã nguyện là cái công ty của mình mang ơn họ. Khi mình đọc những kiến thức này thì mình đã thức rất nhiều đêm và mình cảm thấy rằng trong tâm của mình có hạt mầm và mình ngưỡng mộ những người thầy này. Và thực tế riêng về Golden Phits thì có những đêm mình mơ được cảm ơn ấy, và mình ngưỡng mộ họ đến mức mà Graham, Fisher và Warren Buffett đã trở thành biểu tượng của công ty của mình. Họ không nhận mình học trò thì mình cũng tự nhận rằng mình học trò và mình tuân thủ theo các cái trường phái. Cái kiến thức của William, của Graham, Fisher và đặc biệt là người bạn của Buffett đó là Charlie Munger là kết tinh của khoảng 300 năm. Và chúng ta chia sẻ với nhau ở đây, nó kết tinh thành một cái kiến thức rất đơn giản mà ai làm cũng có thể đạt được thành quả, vẫn điều kiện bạn tuân thủ theo quy luật. Và với đạo lý ăn quả như kẻ trồng cây thì chúng ta một lần nữa xin được dành một tràng pháo tay thành thật lớn để dành cho những người thầy của chúng ta, những người đã chết và những người vẫn còn sống ạ. Của những cái vị lãnh đạo này, những bậc thầy này sẽ được lan tỏa từ những chúng ta đến rất nhiều người. Không cứ thì Tần chia sẻ và các bạn cũng có thể đứng lên chia sẻ với nhiều người Việt Nam để nhận được giá trị này, mang lại lợi ích trước hết là cho chúng ta, sau đó là những cái cộng đồng xung quanh chúng ta và xa hơn nữa là đất nước. Và theo như được một cái đánh giá khoa học thì 90% cái buổi hôm nay nó có được thành công. Chúng ta không thể không quên được là những cái bạn anh em trong đội nhóm, đặc biệt là hệ thống marketing, hệ thống chăm sóc khách hàng và đặc biệt là các anh chị đã đến đây hỗ trợ trong cái chương trình này. Đề nghị mọi người đi quay để bắt tay mọi người ạ. Ở đây có hệ thống bạn Ngân, anh Dũng và chị Bình cũng như bạn Lan, hãy đi bắt tay mọi người để cảm ơn ạ. Rồi chúng ta hãy cho một tràng bắt tay này cho họ. Ok, và người quan trọng nhất tạo lên bất kỳ một thành công trong đại hội nào, 90% thành công đến từ họ, đó là tất cả chúng ta. Và ngay bây giờ sẽ là một phần rất quan trọng. Cái gì bắt đầu mới thành công là người phải có từ kết thúc, phải có gì ạ? Kết thúc. Ngay sau đây để thể hiện tinh thần đoàn kết, chúng ta sẽ cùng nhau hát một bài hát, các bạn đồng ý không ạ? Sau đó chúng ta sẽ mở tiếng kết thúc. Ok, tất cả các bạn.